Đấy, báo cáo các bác là em nay em chia sẻ với các bác là cái con chim tông của chim số 4. Thì với những cái tông chim số 4 này thì các bạn thấy là đây, em chia sẻ từng cái ngón chân một cho các bác xem. Rất là to và cũng là dòng chim khổng lồ và cũng là chim âm thổ. Đấy. Các bác nhìn số 4 nhá. Số 4 đeo ở chân, các bác nhìn thấy rõ chưa? Số 4 đeo ở chân nhé. Cái con chim số 4 này là con chim rất đáng đồng tiền luôn. Đó, em đặt tên là clip số 10. Clip số 10 em đăng hôm nay thì em đăng ngày tối ngày mùng 8. Thì báo cáo các bác là đây. Mùng 8 có mã của nó đây. Rất rõ ràng. Em để đèn bật flash lên để cho nó bên ngoài ta nhìn cho nó tự nhiên con chim, và em quay từ từ theo cái hướng đằng sườn đấy, đằng ngực của nó đấy. Thì các bạn thấy là đây là con chim, cũng là chim đúc ra và đầu mỏ rất là dài đấy. Con chim này thì em để giá công khai là 1 triệu các bác nhé. Đấy, 1 triệu, vì đây là con chim cái tông số 4 thì em không còn nhiều, em chỉ còn khoảng hôm vừa rồi đăng một đôi non non, bây giờ còn khoảng 2 đôi gì đàn anh nữa. Đấy, 2 đôi đàn anh nhá. Thì đây con đực đây là em để ra đấy, thì các bác cứ hãy cứ xem và cảm nhận. Đấy, em đưa tay vào để cho nó bậu lên tay để các bác xem cho nó cụ thể. Rất là nhanh, rất là tợn đấy, các bạn nhé. Dòng này là phao xám nha các bạn nhé, phao xám. Con số 4 này là con tông phao xám, phao trắng, xin lỗi các bạn, là phao trắng. Em muốn để vào đây để cho các bác xem cảm nhận thấy cái tướng tá mẫu mã bộ mã của nó đấy. Rất là rõ ràng và công khai hình ảnh, không cái gì bằng cái hình ảnh các bác ạ, chỉ có hình ảnh mới phản ánh chân thực cái sản phẩm của chúng ta đấy. Em muốn quay cái đôi chân đấy. Quay cái đuôi, cái phao của nó đây, phao trắng nhá, trắng hơi hơi, nó cũng không phải quá trắng, nói chung là trắng xám lẫn lẫn đá đá đưa một chút. Đấy, thì các bác cảm nhận thấy cái con chim số 10 này. Đấy, đeo vòng số 4 nhưng mà clip số 10, các bác cứ xem đi, các bác xem và cảm nhận. Đeo vòng số 4 và clip số 10 đấy, chim chưa hề có một chút cườm nào. Đấy, âm thì là con này là thổ bầu nhá. Đấy, mỏ độ khum cổ chum. Một lần nữa em quay rõ cái số 4 cho các bác xem. Đó, số 4. Đó là số 4. Thực tế đó là số 4. Bộ rất to, mắt đỏ. Các bạn xem và đi chợ và đúng là ưa mắt vừa mắt thì các bạn gọi điện cho em là 033 530582. Dòng này là chim các bạn nuôi là lên khách 100% luôn. Bởi vì em lúc nó nhỏ em cũng có bón rồi nó mổ. Rồi cái khả năng nó mồ côi mẹ nó cũng 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 sớm chứ không phải không. Tất nhiên em nuôi nhiều thì nó không thể như các bác nuôi 1-2 con các bác vần vò được. Nhưng nhìn cơ chung cơ bản này em tách cũng rất là sớm. Đấy. Mà từ nay đến lúc cườm thì chắc chắn nó sẽ lên khách thôi các bạn ạ. Đấy. Đấy. Cái phần mỏ của nó thì nó do nhiều khi nó bay
nó hơi chạm vào thôi chứ không có vấn đề gì ảnh hưởng cả. Đấy. Các bác nhìn cho nó kỹ, con chim nào vậy thôi. Buổi tối mình quay thì nó cũng nhiều khi cái đèn flash nó cũng giật mình, nó bay nó nhảy, thì nó, đầu nó hơi chạm vào những cái cửa lồng, thành lồng, thì cái chuyện đó là chuyện cũng phải hết sức thông cảm. Đấy, chứ nó không chảy máu hay không xước xác gì cả. Đấy, em đang dùng tay đây để em mô phỏng cho các bác. Đấy. Để mô phỏng cho các bác, đây là chú chim. Đấy, các bạn mô phỏng. Và đến bây giờ em sẽ cho nó. Đấy. Không hề ngán ngẩm một tình huống nào luôn. Chim rất to. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó không hề có một cái đó. Ok. Em vừa bấm vào cái chức năng hơi zoom. Đó, em để chuyện. Em để đúng 1x luôn. Đây là zoom hết cỡ nhỏ rồi. Không có thể nhỏ hơn được nữa rồi. Còn nếu to thì sẽ to rất to luôn này. Đó, nhưng mà nhỏ lại. Đó, em có để nhỏ lại một chút. Đấy, các bác nhìn. Và các bác biết là con chim thực sự là đáng để chúng ta chơi. Đấy, hiện giờ em đang quay ở phía ngoài lồng. Đấy, ngoài lồng. Đấy, clip số 10 nhưng đeo vòng chân số 4. Đấy, các bạn nhé. Các bác hãy cứ xem đi. Và hãy nhấc máy lên gọi cho chúng em là 033 5305 982. Đúng chân là các bác gọi luôn. Tại vì kênh của em là đăng lên là thường là cũng sẽ là hết trong vòng 2-3 ngày. Hoặc thậm chí là 5-10 phút đã có người chốt rồi. Đấy là em cũng chia sẻ như vậy. Tại vì thực ra là mỗi một lúc đăng như này là phải có thời gian, phải có tâm huyết, phải chiều các bác, phục vụ các bác một cách chân thành, nhiệt tình. Thì cái duy trì được cái kênh. Kênh của em thì gần như ngày nào cũng ra video. Nên là các bác cũng coi như là đấy là một cái phiên chợ. Phiên chợ online trên phiên chợ chim khu. Thì các bác có đăng ký kênh thì nó sẽ thông báo về cái thiết bị điện thoại, máy tính của các bác. Là có ra video thì các bác xem sớm và các bạn gọi sớm. Tại vì em có những cái... Đôi khi là có mỗi một con chim mà khi bán rồi là các bác cứ hay gọi. Còn con đấy không thì thực ra là em cũng là bán thôi. Đấy. Họa hoạn có những trường hợp các bác nào mà yêu thích tin tưởng thì em sẽ giới thiệu có những con là nó là tông dòng lứa là cùng với con đó và nó cũng xem xem. Bởi vì em nhấn mạnh các bác là thực ra chim gáy thì nhìn con nào nó cũng xem xem, con nào nó không khác nhiều cả. Trừ những con nào nó quá lớn hoặc nó có những màu lông khác. Nhưng nhìn chung cái tông chim của bên em thì nó bộ to, đấy, phấn hồng, đấy, mã ngỗng, đấy, hình người bắp chuối, âm thổ. Đây là cái sự chất lọc từ lâu năm rồi. Đấy là cũng mong là các bác cũng yên tâm là dù có gì thì cũng rất là dễ chơi mà cũng là đẹp. Đấy, đấy thì đấy, các bạn nhìn cái vành mắt của nó này. Đấy. Nó và các bạn nhìn cái người của nó. Tôi cam kết với các bạn là con chim này chưa quá 1 tháng rưỡi. Đấy, trên cái phần cổ của nó chưa hề có một cái hạt cám, hạt mạt, hạt cườm nào cả. Đấy. Đấy, thì các bạn biết là với cái độ trẻ con như thế này mà nó đã to như thế này rồi thì các bác biết là khi nào nó gáy nó gù thì các bạn biết này, nó như một con bồ câu ré luôn. Đấy. Như một con bồ câu ré luôn. Đấy. Thì số điện thoại của em thì em cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trên video và cũng như trên cái phần mô tả ở phần dưới video. Đấy. Và địa chỉ của em cũng vậy thôi. Em thì đang sinh sống tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy. Số điện thoại của em là 033 5305 982. Đấy. Em cũng trêu trêu một chút để cho nó ngọ ngoại cái đầu để cho các bác cảm nhận thấy con chim nó
là con chim nó như thế nào. Đấy. Đấy. Ok, em xin dừng video tại đây bởi vì video cũng đã đến 10 phút rồi. Và mỗi hôm em chỉ dành ra khoảng 2 đến 3 video để em lên chợ bày hàng, bán hàng cho các bác xem. Bác nào đứng chân đấy, chọn những chú chim đáng để chơi, không muốn mất thời gian và cũng không bị người khác chê đấy, thì các bạn gọi và đăng ký kênh. Đó. Một con chim khi mà chúng ta treo ở sân hiên chơi, ai đến cũng bảo khen to đẹp gáy hay, đó là một cái niềm vui trong cuộc sống các bác ạ. Đấy. Đó. Đấy. Đó. Đáng, rất là đáng, chim rất hiền thuần thục. Đấy, ok chị ạ. Có lẽ là em không biết nói gì hơn bằng cách cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đăng ký video cũng như ủng hộ em trong suốt mấy năm vừa qua. Em làm cái kênh chim cung gáy này phần lớn là cũng là trên cái nền tảng đam mê và một phần là cũng trang trải cuộc sống. Đấy, thực tế là em cũng phát triển phát huy những cái mô hình chuồng trại tự phát tự giác và đầu tư cơ sở hạ tầng như này để cho quý vị anh chị các bạn biết là em không hề là có cái gì là đặc biệt cả, một cái sự dân dã. Thậm chí em đặt những cái ang đấy, đặt những cái ang lên thì em lại xây những cái chuồng này, em xây đấy, thì thậm chí là gà chim em nuôi lẫn lộn. Đó. Thì các bạn thấy là một cái đầu tư một cái khuôn viên như này cũng lâu rồi đấy. Đợt em làm cái này nó khoảng 250 m², lưới nhà lưới và cao khoảng 2 m. Đấy, thì bữa đó làm chắc hết khoảng 40 triệu. Đấy là để cho các bác nào mà là có ý định làm như này các bạn có thể làm theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.